Và đây chính là cái tiền lương của mình nhá, tiền lương YouTube đây. Thì đây chính là tổng số tiền YouTube tháng vừa rồi mình nhận được mọi người nhá. Thì mình sẽ đến cho mọi người xem đây. 1 này, 2 này, 3 này. Hôm nay đây là bữa ăn mừng của mình nhá. Bữa ăn mừng nhận tiền YouTube đây. Hôm nay là các bạn học cùng phòng. Có chung là hai anh em ở cùng phòng nhau ấy, nhưng mà đợt này mới làm cùng ca, mới đi cùng nhau được. Chào tất cả mọi người, mình là Đức Thư và chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình. Hôm nay là một ngày nghỉ nhật của mình ấy, thì cũng là ngày 22. Thì ngày 22 tháng ấy là chính là cái ngày mình được nhận tiền lương từ YouTube. Thì sáng nay ấy, mình cũng đã nhận được cái email thông báo về YouTube đấy, người ta đã thanh toán tiền lương và thẻ ATM cho mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi nhận tiền lương YouTube của mình nhá. Thì hơn một năm qua ấy, thì mình chuyển đến công ty mới ấy, là mình ở cùng Hoàng. Thì Hoàng chuyển từ công ty cũ ấy, lên đến công ty mới ở cái lúc này cùng mình được hơn một năm ấy. Thì Hoàng Tết vừa rồi Hoàng cũng về nước rồi. Thì sau khi mà Hoàng về nước ấy, thì cũng có một bạn công ty mình ấy đến chuyển đến cái lúc này ở cùng mình. Thì cũng có khá nhiều bạn xem được video mình và mình đi quay một cái video chung với bạn cùng phòng mới đi. Thì tiện thể ngày nay ấy, thì mình đi nhận tiền lương YouTube ấy, mình cũng muốn rủ bạn đi cùng luôn. Thì trước hết là mình sẽ mở cái máy tính máy ra, mình cho mọi người xem cái doanh thu tháng vừa rồi mình kiếm được từ YouTube. Sau đó mình sẽ dẫn mọi người đi nhận tiền lương của mình nhá. Mình đang mở máy tính ra và đây chính là kênh YouTube của mình nhá, kênh Đức Thư Vlog. Thì các bác cô chú anh chị ấy mà yêu quý và thích cái video của mình ấy mà còn chưa đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình ấy, mọi người có thể lên YouTube, mọi người tìm kiếm kênh là Đức Thư Vlog và ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh nhá. Lượt đăng ký kênh ấy thì là hoàn toàn miễn phí. Thì ngay bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem cái số liệu phân tích về kênh nhá. Thì tổng số người đăng ký trên kênh YouTube của mình thời điểm hiện tại đang được là 93.256 người đăng ký. Thì mình cũng hy vọng là trong năm nay kênh YouTube của mình sẽ đạt được cái mốc mình mong muốn là 100.000 người. Thì cũng rất mong được mọi người đăng ký kênh ủng hộ. Thì mình sẽ mở cho mọi người số liệu phân tích về kênh này. Thì kênh của mình tổng trong 28 ngày qua thì có tổng cộng là 392.905 lượt xem. Đây thì là số liệu trong 28 ngày qua nhá. Thì mình sẽ mở cho mọi người xem phần doanh thu đây. Doanh thu thì tính ra là từ đợt đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại ấy, thì cái doanh thu ở trên kênh YouTube của mình khá là thấp. Thì mình sẽ cho mọi người xem doanh thu đây. Từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 ấy, vị trí là một tháng trung bình mới nhận được khoảng độ là 4 man đến 5 man thôi. Tháng này mình nhận tiền ấy là tiền của tháng 4 mọi người nhá. Tháng 5 thì là cái tháng đang diễn ra ấy, thì tháng 5 thì tháng sau mình sẽ nhận được. Thì doanh thu tháng 4 của mình thì tổng số tiền mình quay cho mọi người xem đây. 3 man 9 sen 305 yên. Thì cái số tiền này mình kiếm được ấy là do lượt xem của mọi người nhé, từ lượt xem của mọi người. Mọi người xem video ủng hộ mình ấy thì kết hợp với những cái quảng cáo nó hiển thị trên video thì nó sẽ ra được cái doanh thu này. Thì một tháng ấy thì mình phải trừ các cái khoản thuế từ Hoa Kỳ nữa. Thì sau khi mà trừ thuế đi ấy thì tổng số tiền mình nhận được về tay ấy là 3 man 7 sen 098 yên nhá. Thì tổng số tiền này quy đổi về tiền Việt Nam ấy được bao nhiêu mình để dưới màn hình cho mọi người nhìn đây. Thì đây chính là số tiền mình nhận được về tay nhá. Thì cái số tiền này ấy, bên YouTube người ta đã gửi vào tài khoản cho mình đã nhận được rồi. Thì ngay bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi nhận tiền YouTube của mình nhá. Hiện tại bây giờ mình đang quay đang là 4 giờ chiều mọi người nhá. 4 giờ chiều đây là ngoài trời cũng nắng khá to ấy. Thì bây giờ mình sẽ rủ bạn cùng phòng đi cùng luôn nhá. Thì giới thiệu tất cả mọi người ấy, đây là bạn Hậu nhá. Bạn Hậu thì bằng tuổi mình á, bạn cùng phòng mới cùng mình đây. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy thì bạn Hậu thì làm cùng công ty mình nhá. Tuy anh em mình là làm khác chỗ ấy nhưng mà chung công ty luôn. Đây là con xe ngựa chính của mình nhá. Con ô tô này là ô tô của bạn Hậu đây. Đấy. Bạn Hậu thì làm ô tô nhá. Thì bây giờ anh em mình sẽ dẫn mọi người đi nhận tiền. Sau đó thì đi tìm một cái quán nào đó ăn uống nhá. Hôm nay ngoài trời nắng to mà ngoài trời nắng to nên là vào ô tô cũng vẫn đang nóng đây. Hơn 4 giờ chiều ngoài trời vẫn đang to đây. Thì hiện tại thì bên Nhật ấy cũng đang là mùa hè rồi, người ta đang bắt đầu trồng chuột nông nghiệp nhá. Thì như thời điểm hiện tại ấy, bọn mình là visa Tokugino ấy, là visa kỹ năng ổn định ấy, nên là bọn mình được phép sử dụng xe máy, xe điện hoặc là ô tô nhá. Còn như các bạn mà đi theo diện là xuất khẩu lao động ấy, hay gọi là đi thực tập sinh ấy, như mình 3 năm trước ấy thì sang hầu như đa số ấy là mọi người phía công ty ấy là người ta sẽ yêu cầu mọi người đi xe đạp nhá. Mọi người không được phép sử dụng xe điện, xe máy, ô tô. Đây là đường xá bên Nhật mọi người nhá. Đường xá bên Nhật đây. Bên Nhật thì lần trước mình giới thiệu ấy là tham gia giao thông ấy thì là xe máy, xe đạp, ô tô ấy thì là sẽ đi về phía bên trái, còn trong là ngược bên Việt Nam mình nhé. Mình với anh Hậu ấy vừa cũng đỗ xe này ấy, mình đang đi rẽ vào cái cây ATM để rút tiền đây. Hôm nay là đi nhận tiền lương YouTube nhá, và chúng là nhận cái thành quả một tháng lao động đây. Nhận tiền nào mọi người ơi, nhận tiền Kohikidashi này. Nhận mật khẩu nhá. Thì tổng số tiền ngày hôm nay mình nhận được ấy là 3 man 7 sen yên nhá, 7 sen yên này. Xác nhận số tiền này, chuẩn số tiền rồi ấy thì mình sẽ ấn cắt liền nhá. Máy đang đếm tiền rồi đấy. Lấy thẻ này.
Và đây chính là cái tiền lương của mình nhá, tiền lương YouTube đây, thành quả lao động một tháng vừa qua nhá. Bây giờ mình sẽ vào trong xe mình đếm xem nào, xem đủ tiền hay không. Gọi chung là máy đếm ấy thì không sai được đâu, nhưng mà mình cứ xác nhận lại nhá. Thì đây chính là tổng số tiền YouTube tháng vừa rồi mình nhận được mọi người nhá. Thì mình sẽ đếm cho mọi người xem đây. 1 này, 2 này, 3 này, 3 man này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 man 7 xin nhá. Dù là ít hay nhiều ấy thì vẫn vui, nó là cái thành quả lao động một tháng đấy. Thì số tiền này thì mình bây giờ mình sẽ rủ bạn Hậu nhá, rủ bạn Hậu đi tìm một cái quán nào đó hoặc là một cái nơi đó đấy, ăn uống nhá. Hiện tại mình đang đi vào một cái cửa hàng tiện ích ấy. Thì hàng tháng ấy mình phải thanh toán tiền SIM và tiền wifi ở cửa hàng tiện ích ấy, nên mình sẽ ra đây thanh toán luôn nhá. SIM và wifi ấy thì đều có một mã riêng, mình cứ nhập cái mã vào trong cái máy này thì cái máy nó sẽ in ra hóa đơn. Mình cầm hóa đơn mình đưa cho nhân viên, nhân viên người ta quét mã vạch ấy là ra giá tiền ấy, thì mình sẽ nộp tiền thẳng trực tiếp cho nhân viên luôn. Thì thực ra ở nhà mình ấy cũng có lắp wifi rồi, nhưng mà wifi thì mình chỉ sử dụng được ở nhà ấy. Thì ra ngoài thì mình phải sắm một cái SIM. Hầu như ai bên đây ấy, mọi người cũng phải sắm cái SIM nhé. Ra ngoài mọi người muốn lên mạng tìm kiếm ấy thì mọi người phải có SIM. Thì cái SIM của mình ấy phí là hết 3 sen 250 yên trên một tháng. SIM của mình là SIM 50GB nhé, 50GB trên tháng. Và tiếp theo nữa cái tiền wifi là hết 5 sen 130 yên nhé, tương đương với cỡ khoảng gần 1 triệu tiền Việt Nam nhé. Thì bạn Hậu ấy thì hiện tại bán ô tô ấy, thì vào những cái ngày nghỉ cuối tuần ấy hoặc là dịp lễ ấy, thì thi thoảng là cũng có người Việt đấy nhờ bạn ấy chở đi chỗ này chỗ kia. Thì những cái bạn nào vào những cái dịp nghỉ lễ hoặc là cuối tuần ấy, mọi người muốn đi chơi địa điểm nào đâu đó hoặc là đến khu này khu kia ấy, thì mọi người có thể là nhắn tin ra trực tiếp cho bạn Hậu nhé. Thì khi mà cuối tuần mình rảnh hoặc là những ngày nghỉ mình sẽ xếp lịch được ấy, thì các bạn có nhắn tin trực tiếp cho mình, thì lúc đó thì mọi người đi xa đi gần ấy, và đặc biệt là có đi về nước và chuyến xe ra Narita và sân bay Haneda thì mình có thể mình chở và hướng dẫn mọi người check in tại quầy được đó. Thì những các bạn nào ở xung quanh tỉnh Ibaraki ấy, hoặc là lân cận ấy, mọi người muốn ra sân bay hoặc là đi các địa điểm công viên này công viên kia hoặc là khu này khu kia ấy, mọi người biết đường. Thì đại khái là bạn Hậu thì là người Việt mình ấy thì đi lấy chi phí ra rẻ thôi. Thực ra từ lấy giờ anh ngồi trên xe là cũng nghĩ đi cái nào ấy, có thể đi ăn ramen hoặc là đi ăn cơm hoặc là đi ăn gì đó, nhưng mà mình với bạn Hậu là quyết định là đi vào quán sushi nhá. Đằng trước mình đang quay cho mọi người xem đấy, cái quán sushi đây, sushi vận chuyển nhá. Quán này nó tên là Sushiro. Người Nhật cũng đang vào quán ăn rất nhiều đây. Tuy là không phải ngày cuối tuần nhưng mà cũng khá là đông khách. Tiền YouTube đấy thì mình cũng đã nhận xong rồi. Thì ngày hôm nay là có bạn Hậu cùng phòng ấy, thì mình rủ bạn đi quay cùng nó cho vui. Thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, gồm các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, rồi là các em nhá. Nhờ tất cả mọi người xem video ủng hộ mình ấy, thì là phía bên YouTube người ta đã trả cho mình số tiền lương này. Cũng có khá nhiều người hỏi mình ấy, là cái tiền lương này ấy, thì phía bên YouTube người ta lấy tiền đâu ra để người ta trả tiền cho những người làm YouTube như mình. Thì mọi người xem video ấy, mọi người cũng có thể là thấy những cái quảng cáo nó hiển thị ngẫu nhiên trên video ấy. Thì những cái quảng cáo đấy là những cái quảng cáo do các công ty này, rồi là các bên dịch vụ cửa hàng ấy, người ta thuê YouTube người ta chèn vào. Thì là sau khi người ta thuê vào ấy, thì là bên các cửa hàng nhãn hàng dịch vụ ấy là người ta phải trả tiền cho YouTube. Và sau đó ấy, phía bên YouTube người ta sẽ chia tiền lương cho những cái người làm YouTube giống như mình ấy. Thì đó tiền YouTube người ta trả cho mình ấy là từ đó mà ra. Thì một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người nhá. Bởi vì là nhờ có tất cả mọi người xem video ủng hộ mình ấy thì mình mới ra được số tiền này nhá. Tuy là cái số tiền mình cầm trên tay đây ấy quy đổi về tiền Việt Nam thì nó được nhiều thế, nhưng mà trên thực tế thì cái số tiền này mình tiêu về Nhật ấy thì nó cũng không được đáng bao nhiêu cả. Bởi vì thực ra ấy là cái số tiền mình nhận được về tay đấy so với cái công sức mình bỏ ra mình làm video ấy thì nó cũng không thể là bù lại được. Cửa không tự động mà. Bọn mình đang đứng đặt bàn mọi người nhé. Đặt bàn nhân viên người ta tự ra bấm máy cho mình luôn. Đây quay cho mọi người xem đây. Đây là những cái bàn đơn nhé, bàn đơn một người. Hoặc là những cái bàn dành cho gia đình này, gồm 5-6 người một bàn ăn ok nhé. Mỗi một bàn ăn ấy thì sẽ có một cái máy tính riêng để cho mọi người chọn đồ ăn nhé. Đồ ăn thì nó sẽ chạy ra ở cái băng truyền này. Đấy, mình sẽ lấy đồ ăn ở đây. Giờ mình Văn Hậu sẽ đi đặt đồ ăn nhé. Phía bên trên này có cốc này. Cốc này thì mọi người có thể lấy để mọi người pha trà nhé. Trong các quán sushi băng truyền ở Nhật đấy thì mình thấy quán nào hầu như cũng sẽ có một hộp trà đây, trà matcha. Đây là bình nước nóng này, nước nóng mọi người vặn trực tiếp đây nhé, mọi người pha trà. Bên đây có tăm và có một đũa.
hầu như là quán sushi nào cũng sẽ một cái hộp gừng muối đây. Gừng muối mọi người ăn kèm với sushi nhá. Bên này là có tổng cộng là 3 hộp soju mọi người nhá. Soju là mọi người chấm sushi. Bạn Hầu đang pha ít trà đây, trà matcha nhá. Giờ anh em mình sẽ chọn đồ ăn nhá. Mọi người có thể chọn được các món sushi này, các cái bát ramen, các cái suất cơm, suất súp. Ngoài ra mọi người có thể chọn là đô rinh ngựa nhá, đồ uống, bia, rượu, nước ngọt nhá. Giờ là rất nhiều các đồ ăn khác đây, thì mình sẽ chọn cho mọi người xem này. Sushi tôm, sushi cá, rất nhiều loại khác nhau nhá. Và cho nên mình ăn Hậu thì cứ gọi mỗi suất một ít để ăn cùng đây. Mình cảm giác là nhiều đồ thì nhìn rất là ngon nhưng mà nhiều đồ thì thấy bình thường rồi. Thông báo món bào ngư, bào ngư, món gà chiên của mình đến nhá. Gà chiên thế này. Đây. Đi ăn sushi bằng chuyển ở Nhật nó sẽ là như vậy. Bên đây mình để thêm được 2 bát súp và thêm một đĩa sushi mực bằng này nhá. Nóng ấy, nóng ấy. Ui. Sushi bạch tuộc. Ui, đồ nhìn hấp dẫn đấy. Đây, quay cho mọi người xem tất cả các món nhá. Thịt to thế. Thịt to thật. Thịt à? Thịt gà hay không? Hôm nay đây là bữa ăn mừng của mình nhá. Bữa ăn mừng nhận tiền đúng lúc đây. Hôm nay là có bạn Hậu cùng phòng. Có chung là hai anh em ở cùng phòng nhau ấy, nhưng mà đợt này mới làm cùng ca, mới đi cùng nhau được. Trước trái ca là không cùng được nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Mình ăn Hậu thì là đi ăn sushi ấy là không biểu này. Giới thiệu mọi người nhá, đây là món trứng của mình thích ăn. Khi mà đến đây mình thích ăn nhất là món này. Đây món súp mọi người nhá. Súp vừa bạn mình với bạn Hậu là mỗi người làm một cốc. Sushi đây. Sushi bạch tuộc mọi người nhá. Có chung là những cái đĩa nào mà có hai món ấy là mình bạn Hậu chia đôi nhá. Mỗi người thử một chút. Bởi vì là quán không có đĩa, mình pha trực tiếp vào đây mình chấm mọi người nhé. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Món là gọi là sushi mực. Ở đây gọi bạch tuộc, bạch tuộc, bạch tuộc. Ngon lắm. Bạn Hậu ăn súp ấy, mình cũng ăn súp đây. Đấy. Súp cảm giác nhìn qua bên trên thì kiểu là phô mai đúng không hay gì? Tưởng ngon là trứng. Bên dưới có tôm. Có tôm, tôm với cả bào ngư, tôm bào ngư mọi người ạ. Đây này. Cái bát mình đang quay cho mọi người xem ấy, nó có giá là khoảng độ là 250 yên thì phải, mình cũng nhớ rõ lắm. Nó tương đương với cỡ khoảng hơn 1.000 nhá. Bây giờ mình phát hiện ra mọi người ạ, đúng là cái suất súp đắt tiền người khác, bên trong có hẳn một cái càng cua thanh cua này. Cua là cua thật mọi người nhá. Đây là món dường mình cũng có thể là mình cảm nhận là thịt sống nhưng mà đã qua sơ chế một chút gì đó rồi. Sao cảm giác mọi người nhìn qua mọi người sẽ sợ nhé. Bởi vì thường thường ấy sushi hay là sashimi ấy thì nó đại khái tương đương ấy, nó đều là cái món đồ sống nhá. Thịt là thịt sống, cá là cá sống nhá. Thực ra cái món sushi ấy thì phía bên dưới nó là một lớp cơm mọi người nhá, lớp cơm bên trên lớp tôm sống, cá sống hoặc là cái lớp gì đó mà là người ta sơ chế qua để mình ăn được rồi. Cảm giác nhìn qua mọi người nghĩ nó kinh kinh ấy nhưng mà thực tế thì ăn rất là ngon mọi người nhá. Mọi người sang Nhật mọi người ăn nên ăn thử, để test cho mọi người xem nhá. Đây là ăn món sushi thịt sống đây. Bên ngoài là lớp rong biển này, dưới lớp cơm, bên trên là lớp thịt xay sống này và người ta có rắc thêm mấy sợi hành đây. Cảm giác là nghĩ là ghê ấy, nhưng ăn nó gậy mọi người ạ. Béo lắm. Không biết là thịt cá nhỉ, thịt cá không? Thịt nợ, mấy thịt nợ, thịt cá hay sao ấy. Ăn gậy lắm. Chắc là thịt cá chứ. Nói về ẩm thực bên Nhật Bản ấy thì đồ ăn thì rất đa dạng mọi người nhé. Mọi người xa mọi người đi mỗi một quán ấy thì nó sẽ có một cái phong cách nó khác nhau, một cái món khác nhau ấy. Thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu bạn Hậu lên video của mình. Lần này cũng là lần thứ hai nhỉ. Lần đầu tiên ấy mình bạn Hậu quay cùng ấy là đặt lên Tokyo mọi người, đi du lịch trên Tokyo. Đợt này là lần thứ hai mình rủ cùng nhé. Nói chung là thi thoảng anh em mình ấy có dịp rảnh ấy thì mình sẽ rủ bạn Hậu đi quay cùng. Kể ra mà cái kênh YouTube của mình ấy hoặc là cái video của mình ấy đăng lên mà được nhiều người xem ấy thì thi thoảng mình sẽ rủ anh em đi quay cùng mình nhá. Bởi vì thực ra là cái doanh thu ở trên kênh YouTube của mình ấy nó không được đáng bao nhiêu cả, nó không được nhiều. Nên là nếu mà rủ anh em đi cùng ấy thì cái chi phí mình bỏ ra nhiều ấy mà cái phần doanh thu mình thu lại ấy, nó cũng không được mấy. Nên là đa số mình đi quay gọi là mình quay một mình là chính ấy.
mình cũng luôn luôn là sáng tạo những cái chủ đề gì mà tiết kiệm được cái chi phí cho mình. Bởi vì thực tế mọi người thấy đấy, cái doanh thu của mình một tháng ấy, nó chỉ được như vậy thôi, nó không hề được nhiều. Nên là nếu mà mình mà đầu tư nhiều ra thì khả năng cao là mình sẽ bị lỗ nhá. Như hồi trước mình ấy là làm YouTube vì đam mê, muốn lưu trữ lại những cái khoảnh khắc mình ở Nhật. Nhưng mà thực ra là mình phải đầu tư công sức và tiền bạc, thời gian nữa rất là nhiều. Nên là mình làm ấy, mình cũng muốn có lại doanh thu ấy để mình có thể là tiếp tục là mình duy trì được cái việc làm YouTube này. Sư xiên hết rồi, mình với bạn Hậu đang đặt là mỗi người bát ramen ở đây. Công nhận bát của bạn màu mè nhìn ngon. Bát của mình nhìn đây, cho mọi người xem nhé. Bát này tổng cộng là 380 yên rồi ạ. 380 yên tương đương với cỡ khoảng là hơn 60 nghìn nhé. Hơn 60 nghìn trên một bát này mà được có mỗi miếng thịt toàn mỡ này, được một thịt nạc này. Còn bạn Hậu nhìn còn ngon này. Bạn Hậu ở dưới có 3 miếng thịt. Thì theo ta mấy bạn Hậu ấy là hồi trước mình với bạn Hậu thì là khác tỉnh mọi người nhá. Khác tỉnh đều là đi theo diện là thực tập sinh. Sau khi kết thúc 3 năm ấy thì là mình với bạn Hậu này kết thúc cùng một thời điểm ấy, cũng gần nhau ấy, sang Nhật cũng sát sát thời điểm nhau. Là sang là hai người kết thúc 3 năm là chuyển công ty. Thì chuyển đến đây ấy là chuyển cùng công ty luôn. Thì lúc trước chuyển đến đấy khoảng là 1 năm đầu là mình với bạn Hậu là ở khác chỗ kết thúc. Nhưng mà đến lúc mà phòng người cùng phòng bạn Hậu ấy, thì anh ấy về Việt Nam rồi. Phòng mình ấy thì lại Hoàng về Việt Nam. Thế là bạn mình với bạn Hậu là liên kết lại ở cùng phòng nhau luôn đấy. Đấy thì ra là có chung là tuy là cái cùng công ty thôi nhưng mà ở cùng phòng nhau, nhưng mà cái công việc và chỗ làm ấy thì lại khác nhau nhé. Đến cái thời điểm hiện tại thì mình đã được 4 năm rưỡi. Thì trước đó mình ở tỉnh số 20 là tỉnh Nagano, thì cùng tỉnh với người yêu của Hương. Đấy, bạn Hậu thì hồi trước cũng ở tỉnh 20 ấy, cùng tỉnh với Hương luôn. Nhưng mà sau khi kết thúc 3 năm chuyển đến đây. Đấy, chuyển đến đây thì mình bạn Hậu tính ra chuẩn bây giờ là chuyển xuống được công ty mới. Công ty này ấy, thời điểm hiện tại được 5 rưỡi rồi. Hôm nay là mấy có dịp đi ăn cùng nhau nhé. Trước mình bạn Hậu là làm cũng khác ca. Mà khác ca thì nói chung là cùng lắm là buổi tối về gặp nhau thôi. Ban ngày người đi làm ca ngày ca đêm ấy, không gặp nhau được. Và là chuyển cùng ca ấy, nên là hôm nay có dịp đấy, đi cùng nhau luôn. Và chuyển cùng ca thì sẽ trùng được 2 ngày. Mình bạn Hậu ấy là đều làm chip mọi người nhá. Cứ làm 4 ngày nghỉ 2 ngày xong là chuyển ca, cứ xem kẽ ca ngày ca đêm. Cái suất mì của mình nó hơi ảo mọi người. 60.000 là được một miếng thịt mỡ. Trong tương lai tới ấy, mà cái kênh YouTube của mình mà nó phát triển mạnh hơn, hoặc là cái fanpage của mình mà nếu mà trong trường hợp ấy nó được mình kiếm tiền ấy, thì thi thoảng mình sẽ rủ bạn Hậu hoặc là rủ anh em trong công ty ai rảnh ấy để quay cùng. Thì lúc đấy mình ví dụ mình có nhiều đợt sale ấy, mình có kinh phí nhiều ấy, thì mình sẽ chia một phần cho anh em đấy. Coi như thi thoảng rủ anh em đi cùng cho vui ấy. Bởi vì từ trước giờ cái doanh thu mình thấp ấy, mình hay đi quay một mình. Quay một mình thì thực ra là không phải bây giờ, mà nó là từ lúc mình làm YouTube đến tận bây giờ rồi. Nói chung là sau khi mọi người ăn uống xong ấy thì mọi người sẽ ấn nút này nhá. Và cái nút này thì sẽ có nhân viên ra nhá. Vừa nhân viên ấy người ta cũng ra, người ta đếm đĩa rồi. Vừa người ta đưa cho mình cái thẻ này nhá. Ở đây có ba vạch này thì mình sẽ tự thanh toán đây nhá. Mình sẽ đưa vào đây này. Đấy. Thì nó hiện ở đây. Tổng số tiền đây là 3 sen 410 yên nhá. Mình sẽ thanh toán này. Thanh toán tiền mặt hoặc là thanh toán bằng thẻ nhá. Ok hết nhá. Mình thấy là hầu hết ấy, bên Nhật thì người ta hay có cái kiểu máy thanh toán tự động này. Có nhiều quán ăn ấy thì sẽ có nhân viên thu tiền nhé. Như cái quán này là mình thay đổi trực tiếp đây. Đây là số tiền thừa nhá. Ô chưa đi tiền thừa đây. Tiền giấy ấy, mình sẽ lấy tại đây này. Đấy, tiền xu thì mình sẽ lấy đây nhá. Hóa đơn gói sẽ ra tại đây này. Đấy. Lại về đây mà sao. Hiện tại bây giờ đang là 7 giờ tối rồi. Ngoài trời vẫn đang ít mưa phùn nhá. Lúc nãy mới đi thì trời vẫn nắng, trời xanh mây trắng đây. Giờ 7 giờ tối về, trời mưa rồi. Đang mưa to này. Mình bạn Hậu ấy thì cũng vừa đi ăn uống về nhà xong, thì đợt tới mà mình có dịp rảnh ấy mà đi quay được cùng nhau ấy, thì mình sẽ này up video lên cho mọi người xem. Thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến này. Nếu mọi người thấy yêu thích ấy, đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt like video và một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thơ với lại ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.